lập đó. Kết bạn với con đi, mình lắm không nhận kết bạn nha. Chữ sức nghĩ cứ gọi kết bạn thôi. Thôi đó rồi. Nó đánh nhầy tâm lý của mày lắm. Từ cái mái tóc cho đến cái vòng thiên thần, cho đến khuôn mặt và cái ngôi sao, là nguyên cái con xét mà ngày xưa mẹ nắm đã theo rất là lâu, trong một cái khoảng thời gian dài luôn. Nên là mẹ nắm rất là ấn tượng về làn da và mái tóc. Cái thứ hai đó là con mặc cái bộ áo dài rất là xinh, nhưng mà mẹ nghĩ là con nên chỉnh cái dáng người là người trung hoặc là người cao. Tại vì người quá là lùn như thế này nhìn cái áo dài nó không có được đẹp, nó chỉ hơi hơi dễ thương thôi. Da đã đen còn mặt màu trắng với màu hồng nữa. Thôi nói chung là cái concept này cho 9 điểm nha. Hình như ở trong đây nó có một cái khuôn mặt mới, cái trang điểm mới đó. Ghế này ghế tình yêu rồi. Sao còn nhiều quá chưa nhận vậy trời. Trời ơi quá trời luôn. Cái mũ này mà tới 1.000 xu. Đắt quá vậy. Trời ơi đắt quá trời đắt luôn. Kết bạn đi. Kết bạn đi mẹ. Không con sói đăng ký đó. Một cái đăng ký của con nó không quan trọng, nhưng nó cũng rất là quan trọng. Và không có con thì sẽ có bạn khác. Mẹ nắm hoàn toàn không thích những cái bạn mà kiểu hâm dọa. Mẹ kết bạn với con đi. Không biết bạn là con hủy đăng ký, con không sub kênh, con dislike video của mẹ. Ủa, nếu như mà các con thực sự yêu mến mẹ thì các con phải hiểu và các con phải cảm thông nha mẹ. Các con thực sự muốn xem những cái bộ phim mà mẹ nắm làm. Các con muốn mỗi lần mẹ nắm like trò chuyện với các con. Các con muốn mẹ nắm mở tiệc thì các con vào nhà chơi, mẹ nắm chấp nhận. Còn các con muốn kết bạn với mẹ hoặc là các con muốn xin quà với mẹ thì xin lỗi nha, mẹ không cần những bạn fan như thế. Mama nắm kết bạn với con đi, con sub kênh rùi mò. Mẹ nắm cảm ơn Angela.